thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc, nằm ở phía tây bắc Trung Quốc, gần đây đã thu hút được sự quan tâm của khách du lịch khi mùa đông giá rét tràn về. Nhiều du khách đến tham quan, thưởng ngoạn cảnh đẹp và không quên lưu lại những khoảnh khắc khó quên. Hôm nay mẹ cháu đã đưa chúng cháu đến đây, khung cảnh ở đây rất đẹp, chúng cháu đã chụp rất nhiều ảnh kỷ niệm. Cảnh tượng đẹp như trong truyện cổ tích được tạo nên bởi băng tuyết hình thành khi mùa đông giá lạnh quét qua các tỉnh miền Bắc Trung Quốc. Cảm giác như một thế giới khác được tạo nên từ những khối băng tuyết muôn hình vạn trạng. Vẻ đẹp kỳ vĩ nhưng không kém phần lãng mạn này đã thu hút được sự chú ý của không chỉ người dân Trung Quốc mà còn của nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới.